Hà Nội, thưởng Tết 2019 đã được định đoạt, cao nhất là 400 triệu đồng. Báo cáo về lương thưởng Tết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội cho thấy, mức thưởng Tết Nguyên đán 2019 Tết âm lịch cao nhất thuộc một doanh nghiệp FDI là 396,1 triệu đồng. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa có tổng hợp báo cáo của 5.025 doanh nghiệp về tình hình tiền lương năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết dương lịch, âm lịch năm 2019 trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, thưởng Tết dương lịch cao nhất đạt 60 triệu đồng và thưởng Tết Nguyên đán cao nhất đạt 396,1 triệu đồng và mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng. Cụ thể, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết dương lịch năm 2019 bình quân 1.050.000 đồng một người, tăng 5,1% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng một người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng một người. Đối với thưởng Tết âm lịch năm 2019, mức thưởng bình quân là 3.800.000 đồng một người, tăng 3,3% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 40 triệu đồng một người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 800.000 đồng một người. Đối với công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước, thưởng Tết dương lịch năm 2019, mức thưởng bình quân là 620.000 đồng một người, tăng 3,3% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 12 triệu đồng một người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng một người. Đối với thưởng Tết âm lịch năm 2019, mức thưởng bình quân là 4 triệu đồng một người, tăng 3,8% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng một người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng một người. Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, thưởng Tết dương lịch năm 2019, mức thưởng bình quân là 660.000 đồng một người, tăng 1,2% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 16 triệu 750.000 đồng một người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng một người. Đối với thưởng Tết âm lịch năm 2019, mức thưởng bình quân là 4 triệu 200.000 đồng một người, tăng 6,3% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 72 triệu đồng một người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 660.000 đồng một người. Đối với khối doanh nghiệp FDI, thưởng Tết dương lịch năm 2019, mức thưởng bình quân là 600.000 đồng một người, tăng 9,1% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 60 triệu đồng một người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng một người. Đối với thưởng Tết âm lịch năm 2019, mức thưởng bình quân là 4 triệu 800.000 đồng một người, tăng 4,4% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 396 triệu 100.000 đồng một người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 750.000 đồng một người. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, mức thưởng Tết năm nay được nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả bình quân tăng cao hơn so với năm trước từ 4% đến 6%.